the luckiest dog in New York because of her. Come on, Max. I gotta go. See you tonight. Bye, Gidget. So long, Mel. See you later, Chloe. Và nhân vật của Khánh Như thể hiện đó là một cô nàng mèo tên là Que. Cô ta rất là, nhìn bề ngoài rất là thờ ơ, rất là chán chường và lười biếng, nhưng mà thật sự bên trong cô ta có một cái tấm lòng, gọi là cái trái tim, một trái tim rất là nồng ấm. Cô ta sẽ đồng hành cùng tất cả những thú cưng để đi đến cuối cùng, để đến với hai nhân vật chính. Và cô nàng mèo này có cá tính khá là giống như là Như vậy, đó là nhìn bên ngoài có vẻ là lạnh lùng khó gần, nhưng mà thật sự rất là đáng yêu và hơi tăng động một chút xíu. Một chút xíu của Như mèo đó là rất lầy. Xin chào các bạn, mình là Jun đến từ nhóm 365. Tôi rất là vui khi mà được tham gia lồng tiếng cho bộ phim đẳng cấp thú cưng lần này với vai là một chú chó rất là dễ thương tên là Max. Về Max thì đây là một chú chó nhỏ xíu xìu xiu thôi, đã rất là quen thuộc với cái việc là sống một mình với cô chủ của mình rồi, nên lúc nào cũng được yêu thương chiều chuộng hết. Nhưng một ngày kia thì chú Max này có một vấn đề, đó chính là cô chủ của cậu ta dẫn về một anh chàng chó mới, anh chàng nó rất là to nữa. Chưa bao giờ trải qua cái việc là phải chia sẻ tình yêu thương đó, nên anh chàng Max này có vẻ rất là sốc tâm lý. Diệu Nhi xin chào tất cả mọi người. Trong phim đẳng cấp thú cưng thì Diệu Nhi được may mắn lồng tiếng cho vai Gidget, là một con chó rất là sang chảnh nè, sạch sẽ, và một con chó rất là tiểu thư. Chưa hết đâu mà Gidget là một chú chó là có ảo tưởng về tình yêu, là rất là mê trai, nhất là chú chó Max. Gidget là rất là mê Max và lúc nào cũng nghĩ Max là người yêu của mình, mặc dù là Max không hề biết điều đó. Nói chung là suốt cả một bộ phim thì Gidget lúc nào cũng theo đuổi Max và đi tìm Max hết, là một chú chó rất là tình cảm. Bạn ơi, các bạn hãy nhớ ngày 1 tháng 7 2016 ra rạp và đi xem bộ phim Đẳng cấp thú cưng. Các bạn hãy đến rạp để xem phim Đẳng cấp thú cưng vào ngày 1 tháng 7 để xem là khi chủ vắng nhà các thú cưng sẽ làm gì nhé. Mọi người nhớ ra rạp xem Đẳng cấp thú cưng vào ngày 1 tháng 7 nha. Các bạn hãy đến rạp xem phim Đẳng cấp thú cưng. We can find our way home. We are descended from the mighty wolf. We have raw primal instincts. Hi, how are you? That are moments away from leading us home. Ah! Is it home that way? Seriously? The secret life of pets. Be a good boy, Leonard.